lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền đã có buổi kiểm tra thực tế 7 trạm y tế lưu động của các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Các trạm y tế lưu động xã thị trấn trên địa bàn huyện Long Điền được đặt chủ yếu tại Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng các xã thị trấn. Riêng trạm y tế lưu động thị trấn Long Điền đặt tại trường Trung học cơ sở Văn Lương. Trạm y tế lưu động thị trấn Long Hải được đặt tại khoa xét nghiệm Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đức. Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo huyện Long Điền ghi nhận 7 trạm y tế lưu động trên địa bàn huyện đã sẵn sàng tham gia công tác quản lý điều trị F0 tại nhà. Mỗi trạm y tế lưu động bố trí từ 3 đến 4 phòng với các trang thiết bị y tế và thuốc dùng để điều trị các triệu chứng như ho, sốt, sổ mũi, giảm đau. Mỗi trạm có khoảng 10 nhân lực, gồm nhân viên y tế xã thị trấn, khu phố, ấp, y tế tư nhân, y tế học đường và đoàn viên thanh niên đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho F0 tại địa phương. Lãnh đạo huyện Long Điền yêu cầu trưởng 7 trạm y tế lưu động xã thị trấn bám sát hướng dẫn của các cấp khi vận hành trạm, qua đó đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý điều trị F0 tại nhà. Đối với nhân sự cần sắp xếp bố trí hợp lý, tránh chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ.